Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Gió biển đang đi trên con đường đi thuộc địa phận xã Hải Giang, huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Và nơi đây thì có một số cái bãi vật liệu xây dựng. Con đường này đã được trải nhựa nên cái việc mà di chuyển của người dân đi qua đây thì rất là thuận lợi khi mà đi trên con đường đi của quê hương Hải Hậu như thế này. Đó, chỗ này thì là một cái khu cống này và hơi gập ghềnh một chút nha mọi người. Khá là gập ghềnh luôn. Gió biển phải đi chậm chậm một chút. Chia sẻ với mọi người, đây là con sông Ninh Cơ. Một bên là xã Nghĩa Lạc và một bên là xã Hải Giang của Hải Hậu. Ở chỗ kia thì có lẽ là đến xã Nghĩa Lạc rồi mọi người. Cũng có thể là xã Nghĩa Phong, bởi vì ở chỗ khu vực này thì gió biển rất là khó định hình khi mà nhìn sang bên kia. Đường đi ở đây thì chắc hẳn là rất là ít người đi, nhưng mà cái việc mà được một cái con đường nhựa như thế này ở trên con đường đi thì nó không còn là một cái trở ngại khi mà di chuyển nữa. Trước kia thì nó là một cái con đường đá rất là sóc, bây giờ phần đa là những cái con đường đi như thế này là đã được trải thảm nhựa rồi mọi người. Đi trên đường đê này thì có thể ngắm quê hương Hải Hậu. Ở phần cuối này là xã Hải Giang anh em mọi người. Bên kia thì một số cái con tàu đang đậu ở phía sông Ninh Cơ đây. Đường đẹp quá. Ở ven bờ sông thì thường là người ta làm những cái con đường rất là cao để những cái ngày mà nước lụt, nước lũ thì nó không thể là xâm lấn vào khu đông dân cư này được. Đó, ở khu vực này người ta trồng khá là nhiều cau nha mọi người. Quê hương cau của Hải Hậu đây. Những cây cau đã đâu đó cao khoảng độ 5-7 mét được các bác chủ là trồng ở đây. Đó. Có lẽ là tí nữa gió biển tới khu vực đò Linh Mỹ là gió biển sẽ sang vòng về thôi. Đó, đây là một cái khu bãi vật liệu xây dựng và tới đây thì có hướng một chút là chúng ta có thể tới giáo xứ Ninh Sa. Lâu lâu thì gió biển đi thăm thú quê hương trên các nẻo đường của quê hương Nam Định. Dưới này người ta trồng ngô cũng rất là nhiều nha mọi người. Gió biển quan sát được ở phía xa xa kia, ở những cái ruộng người ta trồng rất là nhiều ngô. Đây có thể là nơi tập kết của bãi vật liệu xây dựng cát các thứ để cho các tàu chở. Đó, rất là nhiều luôn mọi người, nhiều vô cùng luôn. Bây giờ thì gió biển chuẩn bị tới khu vực đò Linh Mỹ rồi. Thank you.
bây giờ thì gió biển đã tới khu vực đảo Linh Mỹ rồi đây. Rẽ trái thì chúng ta có thể ra đảo Linh Mỹ, và rẽ phải thì chúng ta có thể trở về khu vực xã Hải Phong. Đó. Phía kia là phà Linh Mỹ nha mọi người. Video clip này Gió Biển xin dừng tại đây. Xin chào mọi người.